Đây là một buổi tập huấn quy trình sản xuất phân hữu cơ từ rơm do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ tổ chức. Giám viên phụ trách hướng dẫn bà con nông dân ủ phân hữu cơ là các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI, Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Tiền Giang. Thực hiện cái mục tiêu của ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ là sản xuất nông nghiệp theo định hướng hữu cơ, chất lượng và nông nghiệp tuần hoàn. Thì cái mô hình sản xuất phân hữu cơ từ rơm rạ ở đây á, sẽ giải quyết được cái vấn đề phụ phẩm nông nghiệp trong sản xuất lúa. Thì nông dân sẽ sử dụng được cái rơm rạ của mình để mà ủ nấm, sau đó thì quay lại ủ phân hữu cơ và bón lại cho đồng ruộng của mình. Rơm rạ được gom từ đồng ruộng hoặc phụ phẩm rơm rạ sau khi trồng nấm đều có thể tận dụng làm phân hữu cơ. Để có sản phẩm tốt là phân hữu cơ từ rơm, cần phải có một quy trình kỹ thuật đảm bảo cân bằng nguyên vật liệu và các yếu tố phân hủy trong điều kiện tốt nhất. Quy trình này đã được các giảng viên hướng dẫn kỹ càng. Buổi tập huấn càng thú vị hơn khi các học viên được hướng dẫn thực hành, trực tiếp xem trình diễn cơ giới hóa khâu đảo trộn luống ủ. Hồi đó giờ tôi mới nhìn thấy cái này, nhưng mà cái này nó áp dụng vô đồng ruộng tôi thấy nó rất là thiết thực. Bởi vì cái máy cày thì nông dân quá quen, rồi các công nghệ mới này thì nông dân sẽ áp dụng vô rất là nhanh. Đối với nông dân mà nếu được công nghệ này mà áp dụng vô đồng ruộng thì cái này là ok 100% rồi. Thế tôi thấy thì trong tài liệu thì ghi những ký tự, mấy cái ký hiệu đó thì dân ta hơi khó hiểu. Nhưng mà khi vô thực hành thì nó cũng dễ thôi, nó cũng tính ra cũng khoảng 12-13 động tác thôi. Phương pháp này là rất tốt cho nông dân. Mà bây giờ cái phân này đó, nếu mà theo tôi làm đó thì tôi làm cho xả cho lúa luôn, chứ không phải là cho cây không đâu. Mà bây giờ nông dân người ta thích cái này để bón cho cây. Đó, mà hôm rồi tôi làm cái mô hình tôi làm thử thôi, tôi thử nghiệm thôi. Thì nông dân người ta nói là không cần phải ủ viên, đưa vô vậy cho người ta đưa vô cây luôn, rất tốt. Công nghệ này của IRI, cơ giới hóa ủ phân hữu cơ rất có tiềm năng về phát triển kinh tế tận dụng phụ phẩm. Hiện nay á, thì bà con nông dân mình làm á, thì mình chỉ ủ thủ công nè. Mình chỉ, nếu mà những cái cơ sở lớn thì người ta dùng cái máy xúc. Thì những cái quy trình ủ đó thì nó, thứ nhất là nó, cái quá trình nó không có đảm bảo các cái chế độ mà nó phân hủy phân tốt nhất. Cho nên cái thời gian của nó lâu, ví dụ như bà con ủ thường thường trên 3 tháng rồi xong rồi á, thì cái chất lượng phân nó không có tốt giống như là các cái nhà máy sản xuất phân bón sản xuất ra. Do vậy cái quy trình này á, thì nó gần với bà con nông dân hơn. Mà đã nghiên cứu ra thì nó, thứ nhất là nó kết hợp giữa cơ khí, tức là đảo trộn á, với công nghệ sinh học là phun men đồng thời, rồi kết hợp với cái chế độ khi nào là yếm khí, khi nào là hiếu khí để cho vi khuẩn nó phát triển tốt nhất, nó ăn tốt nhất. Cho nên nó quay cái quá trình mà quay phân á, nó quay nhanh nhất và cái chất lượng phân đảm bảo nhất. Ví dụ như cái tỷ lệ giữa hữu cơ và đạm nó phải cân bằng thì cái chất lượng phân nó mới tốt được và cái quá trình phân hủy nó tốt được. Do vậy á, thì khi mình làm á, thì cái thời gian nó rút ngắn lại, có cơ khí, có kết hợp với công nghệ sinh học thì cái thời gian nó rút ngắn lại ít nhất là một nửa và cái chất lượng phân là nó tốt. Nếu mà bà con mà tự làm hoặc là nhóm nông dân mà tự làm ra thì cái giá thành chắc chắn nó sẽ khoảng một nửa so với cái giá thành của mua phân bón hữu cơ trên thị trường. Phân hữu cơ có tác dụng cải tạo đất, nâng cao chất lượng và uy tín sạch sản phẩm. Một lợi thế khác biệt của công nghệ này là kết hợp giữa cơ khí hay vật lý và sinh hóa để tối ưu quá trình phân hủy rơm hiệu quả và chất lượng hữu cơ. Nhân rộng công nghệ và thực hành này, tận dụng lượng lớn rơm thay vì đốt đồng, giảm ô nhiễm môi trường và tạo ra nguồn hữu cơ dồi dào, phát triển nông nghiệp sạch và nhu cầu thực phẩm hữu cơ. Thưa quý vị, thưa bà con, mỗi năm vùng đồng bằng sông Cửu Long sản xuất được khoảng 24 triệu tấn lúa, thì cũng chừng ấy tấn rơm rạ thải ra đồng ruộng. Việc tận dụng nguồn phế phụ phẩm trong nông nghiệp làm phân hữu cơ vừa góp phần làm sạch môi trường, giảm ô nhiễm và giảm phát thải, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, vừa có nguồn phân hữu cơ bón cho đất. Để hiểu thêm hơn về vấn đề này, mời quý vị và bà con theo dõi nội dung phát biểu của ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Việc mà chúng ta lấy rơm rạ rồi chúng ta ủ, có thể chúng ta làm nấm rơm hoặc là có thể chúng ta làm phân bón là một cái công đoạn mà chúng tôi cho rằng là hiện nay đang phù hợp nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài cái việc mà chúng ta có thể bán cái lượng rơm này cho các cái nơi khác, có thể ủ cho vườn keng trái, cho khai thanh long, hoặc tôi cũng có nghe nói một số nơi là họ sử dụng cái rơm này để họ xuất khẩu vân vân. Tuy nhiên là khi mà chúng ta sử dụng cái rơm tại chỗ
ủ để mà làm phân rồi bón lại cho cái đồng ruộng của mình thì chúng ta có nhiều cái lợi ích hơn. Một là chúng ta có thể làm giảm cái phát thải khí nhà kính khi nó tồn tại cái rơm ở trong ruộng, làm cho cái đồng ruộng của chúng ta có thêm cái chất hữu cơ. Cái quan trọng nhất đó là khi chúng ta làm như vậy thì trong cái tình hình giá vật tư phân bón đang tăng cao hiện nay thì chúng ta đang có góp phần làm giảm cái áp lực về cái giá thành sản xuất lúa gạo. Và khi chúng ta làm như vậy rồi chúng ta tiến tới một cái bước là đạt theo các cái tiêu chuẩn, thì trong đó có một cái tiêu chuẩn quan trọng đó là cái sự thân thiện đối với môi trường. Và chúng ta có thể mạnh dạn chứng minh được rằng là lúa của chúng ta sản xuất ra đạt về vệ sinh an toàn thực phẩm, không làm phát thải khí nhà kính, thì những giá trị đó là vô hình. Và người ta rất là có một cái niềm tin mà người ta rất đồng thuận khi mà sử dụng những cái sản phẩm mà chính các người nông dân không làm tác động xấu, không làm tiêu cực đi cho cái vùng đất sản xuất của mình. Và một cái nữa là nếu mà chúng ta có thể phát triển lên thành một cái cộng đồng, một cái hợp tác xã hoặc là một cái khu vực rộng lớn thì nó còn mang cái ý nghĩa nữa là chúng ta có thể nói rằng là chúng ta đang bảo tồn cái nền sinh thái cho những cái thế hệ tiếp theo của mình. Thì vậy thì cái hạt gạo của chúng ta nó không chỉ mang có một giá, một cái chất lượng về lúa gạo mà nó còn mang thêm nhiều cái giá trị trên mình nó. Thì đó cũng là cái cách để mà chúng ta góp phần làm tăng thu nhập cho bà con nông dân. Một cái mặt khác thì hiện nay chúng ta đang nói rằng là ở nông thôn cũng không có nhiều ngành nghề làm. Những người trồng lúa cũng chỉ biết trồng lúa và ngoài trồng lúa người ta không biết làm gì khác. Thực sự ra thì đây là một cái công đoạn mà chúng ta có thể khai thác thêm cái lao động nông thôn và khai thác thêm một cái công đoạn nữa của lúa gạo. Bây giờ chúng ta thấy rằng cái chuỗi sản xuất lúa gạo mình nó sẽ dài ra và nó dài nữa và nó tái tạo lại cho cái đồng ruộng. Thì như vậy rằng là giải quyết thêm được công ăn việc làm, tạo thêm được thu nhập cho bà con nông dân ở tại chỗ cái đồng ruộng của mình. Thì tôi nghĩ cái mục tiêu này các địa phương cũng có thể chú ý và cũng quan tâm, bởi vì nó sẽ là một cái bước mà chúng ta làm chuyển đổi một cái sản xuất nông nghiệp sang cái nền kinh tế nông nghiệp cụ thể trên cái đất trồng lúa.